Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Công Thương được phát sóng vào thứ ba hàng tuần trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây: Cộng đồng kinh tế ASEAN AEC và ý nghĩa của ASEAN năm 2015. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh hải quan. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin hoạt động công nghiệp và thương mại của chương trình tuần này. Năm 2014 là năm kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn và đang dần hồi phục ở mức chậm. Nhưng với nỗ lực quyết tâm, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Kết quả điện thương phẩm năm 2014 của toàn đơn vị đạt hơn 39.144 triệu kWh, tăng 16,57% và đạt 101,41% so với kế hoạch, tiết kiệm được khoảng 760,5 triệu kWh, đạt 136,54% kế hoạch được giao. Doanh thu năm 2014 của EVN-NPC đạt 56.289 tỷ đồng, đạt 120,34% kế hoạch so với năm 2013. Năm vừa qua cũng là năm tổng công ty lấy là năm văn hóa an toàn và kỷ luật lao động, đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp giảm nguy cơ mất an toàn, hạn chế không xảy ra tai nạn lao động. Năm 2015, EVN-NPC cũng sẽ nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa chi phí cung cấp điện an toàn ổn định, đổi mới quản lý, đáp ứng lộ trình phát triển thị trường điện, phấn đấu đạt kế hoạch lượng điện thương phẩm tăng 12%, tiết kiệm tối thiểu 1,5% điện thương phẩm so với năm 2014. Sau gần 6 năm triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đến nay đã có 92% người tiêu dùng quan tâm và hưởng ứng cuộc vận động. Nhiều thương hiệu hàng Việt đã chiếm thị phần lớn trong các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng và ở các chợ nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Cuộc vận động cũng đã thúc đẩy doanh nghiệp trong nước nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh. Là một trong 63 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia năm 2014, Tân Á Đại Thành đã khẳng định được vị trí và thương hiệu của mình. Với những sản phẩm kim khí gia dụng chất lượng cao như bồn nước, máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, bình nước nóng, chậu rửa, sen vòi, sơn trang trí nội ngoại thất, các sản phẩm của doanh nghiệp đã góp phần làm thay đổi cách nhìn nhận của người tiêu dùng đối với sản phẩm trong nước, góp phần hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tại hội nghị tổng kết năm 2014, tân Tổng Giám đốc Tân Á Đại Thành Nguyễn Duy Chính đã khẳng định sẽ không ngừng nghiên cứu, đầu tư, cải tiến và chú trọng ứng dụng những dây chuyền công nghệ mới nhằm đưa tới người tiêu dùng những sản phẩm với những tính năng ưu việt nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vừa qua, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội HAPRO đã tổ chức chương trình tuần lễ cam Cao Phong Hòa Bình tại Hà Nội nhằm giới thiệu hàng Việt tới người tiêu dùng thủ đô. Hiện nay, cam Cao Phong đã được một bộ phận người tiêu dùng Hà Nội biết tới hương vị đặc trưng, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm do được chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đặc biệt, loại cam này đã được áp dụng công nghệ CAS, công nghệ bảo quản do Nhật Bản chuyển giao, giúp thực phẩm đảm bảo chất lượng tốt hơn, tươi lâu hơn. Với vai trò là doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường bán lẻ, thực hiện phương châm ưu tiên tối đa cho sản phẩm Việt vào hệ thống kinh doanh, HAPRO đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Cao Phong thống nhất phương thức tiêu thụ sản phẩm cam Cao Phong, bao tiêu và giới thiệu sản phẩm trong hệ thống các siêu thị HAPRO ở thủ đô và quan trọng hơn, đây là việc làm thiết thực hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với tầm nhìn xây dựng một cộng đồng ASEAN thân thiện, thúc đẩy phát triển ổn định, thịnh vượng và cùng hợp tác phát triển năng động, các nhà lãnh đạo ASEAN đã khẳng định quyết tâm thiết lập cộng đồng ASEAN năm 2015. Cộng đồng kinh tế ASEAN AEC là bước phát triển lên tầm cao mới của liên kết kinh tế giữa các quốc gia Đông Nam Á, tiếp nối những thành tựu của khu vực mậu dịch tự do ASEAN, AFTA. Tại hội nghị cấp cao ASEAN năm 2013 diễn ra tại Bali, Indonesia, nguyên thủ các quốc gia thành viên đã phê duyệt ý tưởng thành lập cộng đồng ASEAN vào 2020 dựa trên 3 trụ cột: kinh tế, chính trị, an ninh và văn hóa xã hội. Trong đó, trụ cột kinh tế có vai trò trọng tâm với tiêu chí hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN. Hiện giờ thì trong khuôn khổ xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN thì việc xây dựng thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất là một trong 4 trụ cột cơ bản của việc xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN. Tới năm 2015 thì việc thực hiện các cái hiệp định này cũng như là các cái biện pháp khác nhằm xây dựng và tạo thuận lợi cho thương mại
cho thương mại, đầu tư và di chuyển của con người trong khu vực đã có những cái đạt được rất nhiều thành tựu. Theo báo cáo giả soát giữa kỳ về tình hình thực thi cộng đồng kinh tế ASEAN Blueprint năm 2012 do Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á ERIA thực hiện, trong đó nêu bật một số kết quả của ASEAN hướng đến cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015, bao gồm thuế quan trong ASEAN, Hiệp định Thuế quan ưu đãi CEPT đã giảm đáng kể trong thập kỷ qua. ASEAN đang nỗ lực để thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia và cơ chế hải quan một cửa ASEAN dựa vào các cam kết tự do hóa đầu tư trong ACIA. Hầu hết các nước thành viên ASEAN đều có cơ chế đầu tư tương đối tự do trong lĩnh vực hàng hóa, đặc biệt là ngành chế biến. ASEAN đã có tiến triển đáng kể về vận tải hàng không theo công thức ASEAN-X, một khuôn khổ hiệp định đa phương về tự do hóa hoàn toàn vận tải hàng không, Hiệp định đa phương về dịch vụ hàng không MAAS, về Hiệp định đa phương về tự do hóa toàn dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không. Những kết quả nêu trên rất đáng ghi nhận, nhưng con đường hướng tới hội nhập kinh tế khu vực toàn diện thực sự trong cộng đồng kinh tế ASEAN vẫn còn khá dài. Bức tranh ASEAN sau 2015 dự kiến sẽ có thách thức đối với các quan chức ASEAN và các bên liên quan khác. Sự kiện cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ được thành lập chính thức vào năm 2015 ấy, là một sự kiện lớn và có rất là nhiều tác động đối với Việt Nam, đối với nền kinh tế Việt Nam và đặc biệt là đối với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. Mà đây còn là một cộng đồng của kết nối, cộng đồng của sự hợp tác. Cho nên là doanh nghiệp khi nhìn vào cái cộng đồng này cũng phải nhìn đầy đủ các khía cạnh ấy để mình tận dụng các cơ hội mang lại do tự do hóa và những cái lợi thế mình vốn có, ví dụ như là thương mại, đầu tư, cơ hội về hợp tác. Trong bối cảnh chung của ASEAN và khu vực, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với một số thách thức trong việc thực hiện mục tiêu cộng đồng kinh tế ASEAN. Hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN ấy, tức là hình thành một cơ sở sản xuất chung và một thị trường chung của nước ASEAN. Nó giúp cho việc là các nước ASEAN có thể là giảm được chi phí trong quá trình sản xuất. Rồi nó giúp cho việc các nước ASEAN sẽ phân công lao động tốt hơn giữa các nước với nhau để cùng sản xuất, và tiến tới xa hơn nữa đấy là nó giúp cho các nước ASEAN tham gia một cách hiệu quả hơn vào chuỗi sản xuất cũng như là chuỗi cung ứng quốc tế. Thì đấy là những ý nghĩa hết sức lớn đối với ASEAN. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, mặc dù đã đạt được những nỗ lực đáng khích lệ kể trên, ASEAN vẫn cần phải nỗ lực gấp đôi để hoàn thành mục tiêu cộng đồng kinh tế ASEAN đúng thời hạn. Thứ nhất, thách thức về khả năng hoàn thành các biện pháp cộng đồng kinh tế ASEAN đúng thời hạn và khả năng thực hiện cam kết của các nước theo kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN. Thứ hai, thách thức trong việc nâng cao nhận thức của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp về cộng đồng kinh tế ASEAN. Thứ ba, thách thức đến từ sự gia tăng các liên kết thương mại khu vực và thế giới. Nhiều thành viên ASEAN đang tham gia ngày càng nhiều hơn và sâu hơn vào các khuôn khổ hợp tác kinh tế thương mại ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã làm cho tiến trình hội nhập kinh tế nội khối ASEAN trở nên phức tạp và đối mặt với nhiều thách thức hơn. Liên minh hải quan Belarus và Kazakhstan là một khu vực với tổng diện tích hơn 20 triệu km², dân số khoảng 170 triệu người. Với tiềm năng phát triển kinh tế năng động, GDP của cả ba nước gộp lại đạt khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ và tổng giá trị thương mại đạt khoảng 900 tỷ đô la Mỹ. Trữ lượng tài nguyên thiên nhiên phong phú, với tổng trữ lượng dầu mỏ của ba nước gộp lại vào khoảng 90 tỷ thùng dầu, chiếm khoảng 17% xuất khẩu toàn thế giới. Khởi động đàm phán chính thức từ tháng 3 năm 2013 tại Hà Nội, Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga Belarus Kazakhstan sẽ kết thúc đàm phán vào cuối năm 2014. Hai bên nhất trí, phạm vi và lĩnh vực điều chỉnh của hiệp định sẽ bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, các quy tắc hợp tác kinh tế và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm. Dựa trên nguyên tắc linh hoạt, vì các mục tiêu phát triển cân bằng giữa nhu cầu và lợi ích theo thông lệ quốc tế chung và quy định của WTO. Giữa hai đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và Liên minh Hải quan đã kết thúc vòng đàm phán chính thức thứ 8 và cũng là vòng đàm phán chính thức cuối cùng của hiệp định này, và đã ký kết cái tuyên bố chung về kết thúc đàm phán. Phần còn lại mang tính chất kỹ thuật
sẽ được hai bên nỗ lực tích cực để trong đầu năm 2015 có thể ký kết chính thức. Và tôi có thể khẳng định rằng nếu như hiệp định được ký kết chính thức thì chắc chắn sẽ là một cái công cụ hết sức thuận lợi để thúc đẩy cái xuất khẩu của Việt Nam một cách đáng kể sang thị trường của ba nước liên minh hải quan với số dân trên 170 triệu người và với cái thu nhập bình quân ở mức khá cao. Chúng tôi đã đạt được các thỏa thuận liên quan đến việc xuất nhập khẩu các hàng hóa cho hai nước và chúng tôi đã tạo những cái ưu tiên cho phía Việt Nam đối với liên quan đến hàng hóa của dệt may, giày điện tử và tất cả những cái hàng mà phía Việt Nam có thế mạnh. Và đây sẽ là giúp cho cái hàng hóa Việt Nam xâm nhập vào thị trường của Nga, các nước liên minh hải quan. Và cái hiệp định này là không chỉ bao gồm về việc thương mại hàng hóa mà cả bao gồm cả việc hợp tác đầu tư và các dịch vụ. Và đây là một hiệp định hoàn toàn là mới, thế hệ mới và đáp ứng tất cả các tiêu chí và điều kiện của các quy định của thế giới hiện nay. Đến thời điểm tháng 7 năm 2014, kim ngạch thương mại Việt-Nga đạt 1,52 tỷ đô la Mỹ so với tổng kim ngạch thương mại của hai nước còn khiêm tốn, chiếm khoảng 1% kim ngạch thương mại của Việt Nam và khoảng 0,25% của Nga. Tuy nhiên, xuất khẩu từ Việt Nam vào Nga tăng liên tục. Năm 2013 đạt trên 1,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với năm 2010, chỉ đạt 830 triệu đô la Mỹ. Và từ năm 2011 trở lại đây, Việt Nam duy trì được thặng dư thương mại với Nga. Khi gia nhập WTO, Nga cam kết mở cửa thị trường dịch vụ với 11 lĩnh vực và 116 tiểu lĩnh vực dịch vụ. Trong đó, viễn thông xóa bỏ hạn chế tỷ lệ cổ phần nước ngoài ở mức 49% sau 3 năm gia nhập. Bảo hiểm, doanh nghiệp nước ngoài được mở chi nhánh sau 9 năm. Ngân hàng, nước ngoài được thành lập ngân hàng con, không hạn chế tỷ lệ cổ phần nước ngoài tại từng ngân hàng, nhưng tổng vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực ngân hàng không quá 50%. Đặc biệt trong lĩnh vực phân phối, Nga cho phép doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tham gia vào bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương hiệu ngay sau khi gia nhập WTO. FTA giữa Việt Nam, Liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan được ký kết. Việt Nam sẽ khai thác thị trường Liên minh Hải quan và trở thành nước đầu tiên ngoài Singapore có FTA với khu vực này. Có lợi thế người đến đầu tiên, ít nhất 80% hàng hóa vào Nga sẽ được miễn thuế. Hàng tiêu dùng sẽ được hưởng lợi do Nga không tập trung nhiều vào các ngành công nghiệp này và hài hòa được các quy định về TBT, SPS, hải quan. Dự báo khi FTA được hình thành, xuất khẩu từ Việt Nam sang Liên bang Nga tăng 63%, sang Belarus tăng 41% và sang Kazakhstan là 8%. Ước tính, việc tạo ra khu vực thương mại tự do cho phép đến năm 2020, thương mại giữa ba nước của Liên minh Hải quan và Việt Nam được kỳ vọng vượt mức 10 tỷ đô la Mỹ. Đây sẽ là một trong những FTA tiềm năng đối với Việt Nam, bởi khu vực thị trường này từ trước tới nay vẫn tương đối đóng với hàng hóa của chúng ta. Nhưng quan trọng hơn cả là cơ cấu sản phẩm của cả hai khu vực này tương đối bổ sung cho nhau, nên một khi FTA được ký kết, chắc chắn sẽ thúc đẩy đáng kể cả kim ngạch xuất và nhập khẩu giữa hai bên.